Minh Đường Tử vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 8 tháng 4 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi thứ năm này cho thấy kiếp tài xuất hiện là điểm báo hao tài tốn của với người tuổi Tý. Dù trước đó bản mệnh đang sở hữu một nguồn tài vận dư giả nhưng nhưng có thể mất hết bất cứ lúc nào do những nông nổi và mù quáng của mình trong việc kinh doanh buôn bán. Chính vì thế mà những chú chuột cần có những quyết định sáng suốt với khoản tiền mình đang có trong tay, nhất là khi bạn chưa xác định được đâu là đối tác đáng tin cậy mà đã dễ dàng tin tưởng trao cho đối phương cơ hội để chiếm phần lợi. Trong ngày cũng đang gặp thủy thổ xung khắc còn khiến cho đường tình duyên của tuổi Tý thêm phần khó khăn người độc thân sốt ruột muốn tìm nơi bến bờ yên bình hạnh phúc nhưng khó lòng chấp nhận được thực rằng để tìm được một người thích hợp là chuyện chẳng hề dễ dàng tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim tuy là ngày tốt nhưng cũng không nên tiến hành làm những việc lớn có tài lộc nhưng dễ hao tán trong việc chi dụng nợ đáo hạn tu bổ nhà cửa xe cộ máy móc thân nhân đau yếu hoặc có tang cẩn trọng khi sử dụng xe cộ đi đường nuôi súc vật không nên nhận xe máy móc nhưng nếu làm nghề rửa xe sửa xe máy móc thì tốt tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự tu bổ sửa chữa mua sắm dọn dẹp chỉnh trang trong nhà hoặc trong công sở vì có cuộc họp tiệc tùng ngày có nhiều sự giao tiếp có tin tức về tiền hoặc về công danh tình cảm tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng nếu không tỉnh táo thì dễ bị vướng kẹt làm gì cũng phải có sự khéo léo tránh sự va chạm dù đó là công việc hay là chuyện tình cảm khiến cho không có sự êm xuôi trọn vẹn ngày có sự gặp gỡ hội họp hẹn ước tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ có thể người cũ việc cũ sẽ quay trở lại khiến mình phải bận tâm tiến hành nên xem xét lại hoặc dò xét xem những mong muốn thay đổi theo thực tế ngày có nhiều bận rộn và khó có một quyết định kết thúc. Có cuộc gặp gỡ hoặc có tin tức, người thân, bè bạn, ngày có sự buôn ba. Có tài lộc. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Nên chăm chú vào những công việc hiện tại có tính cách riêng tư. Không nên bàn ra tán vào những chuyện không hay của người khác dễ làm ơn mắc oán. Nếu có ý định thay đổi công việc hoặc đang gặp trở ngại cũng không nên quyết định nhanh chóng. Ngày có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn tài lộc vào ra thất thường nhưng vẫn có tiền bạc. Con số may mắn, 5, 8, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, dậu, thân, tỵ. Tử vi tuổi sửu. Ngày thứ năm này, vận trình tử vi cho thấy, người tuổi sửu gặp nhiều khó khăn khi vấp phải ảnh hưởng từ cục diện tuất sửu tương hình. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này có điểm đấu đá, tranh giành quyền lực bản mệnh phải đối mặt khá nhiều căng thẳng stress và chịu nhiều áp lực khi công việc dễ phát sinh sự cố nếu giữ chức vụ quản lý bạn càng vất vả hơn nữa dù vậy bạn đừng vì thế mà nóng nảy cáu giận càng khiến sự việc trở nên rối ren khó tháo gỡ hơn bù lại trong ngày lại có được chính quan xuất hiện báo hiệu những khó khăn hiện tại chưa hẳn đã là điểm xấu nếu bạn có thể vững vàng vượt qua những gian nan này rất có thể bạn sẽ lập được nhiều kỳ tích trên con đường sắp tới những chú châu đã chọn đúng đường đi cho mình nên chặng đường trước mắt sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, nên cẩn trọng trong công việc làm ăn, có kẻ muốn dùng đến luật lệ, quy tắc khống chế, ràng buộc mình. Sự việc chưa xong chớ nên vội vã kết thúc, nhận được tin cũng không nên hốt hoảng, bất mãn, có thể là do sai lạc hoặc hiểu lầm. Tuy nhiên vẫn có tin vui về tình cảm, có quý nhân đến giúp ý kiến. Tài lộc trung bình, có lộc ăn, quà tặng Tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Mọi việc nên có sự chậm rãi. Dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chững, chắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, chắc trở, nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. Tử vi tuổi kỷ sửu, thuộc mệnh hỏa. Việc đến như thế nào chỉ làm như thế ấy, cần phải giới hạn mọi việc thì sẽ có kết quả tốt. Bằng ngược lại sẽ bị nhiều chuyện vướng mắc buồn phiền nhất là trong cuộc vui, giao thiệp tuy nhiên cũng có cơ hội hoặc có quý nhân giúp đỡ và gặp được bè bạn thân nhân đem lại điểm tốt ngày dễ hao tốn tài lộc tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ có tin tức thay đổi về công việc cũng như về chuyện tình cảm điểm tốt hay xấu chưa biết được phải nên cẩn trọng mà tiến từng bước sẽ gặp điều lợi sự háo thắng vội vàng chỉ đạt được ở buổi ban đầu sẽ không có lợi cho nên hành động như thế nào để cho mình khỏi bị vướng kẹt là tốt tài lộc đến nhanh hao nhanh tử vi tuổi quý sửu, thuộc mệnh mộc. Không nên vướng vào những công việc hoặc tình cảm mà mình không có dính líu, quan hệ. Nếu chính là chuyện của mình thì nên nhẫn nhịn, lấy sự hòa thuận làm đầu để giải quyết, sau mới dùng đến nguyên tắc. Ngoài ra chỉ nên chăm lo đến những công việc hiện tại, hoặc những công việc đã có dự tính. Tài lộc trung bình, có tin buồn. Con số may mắn, 2, 5, giờ tốt, từ 23 giờ đến 23 giờ màu sắc các tường vàng nâu quý nhân phù trợ tất mão hợi tử vi tuổi dần thứ năm này nhờ được cục diện tam hợp che chở người tuổi dần có thể nhận được sự giúp sức không nhỏ của quý nhân để giải quyết các rắc rối tồn động từ trước đó kể cả là các dự án giang dở hay các khoản vay nợ tài chính đều sẽ được xử lý ổn thỏa mang đến sự yên tâm rất lớn cho con giáp này nhân cơ hội may mắn này bạn có thể tiến hành đầu tư vào những hạng mục mà mình nhắm đến từ lâu để sớm thu về kết quả lại thêm thực thần độ mệnh nên đường tài lộc của những chú hổ cũng có phần khởi sắc hơn người làm ăn kinh doanh được các thần này phù trợ nên buôn bán phát tài hàng hóa chẳng còn lo tồn động vốn liếng thu hồi nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cần phải nghiêm chỉnh và hết sức cẩn trọng trong mọi việc đến với mình ngày có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết gia đạo rất bận rộn về công ăn chuyện làm nhà cửa sức khỏe không nên di chuyển đi xa bình tĩnh khi gặp áp lực từ nơi khác tình cảm không tốt tài lộc kém dễ hao tài dễ gặp chuyện thị phi sự phiền toái nói chung mọi việc đều không tốt tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa mọi việc cầu mong về đi xa di chuyển nên có sự cẩn trọng có trở ngại ngày có nhiều việc hoặc tin tức đến cần phải lo toan giải quyết có khách đến có tin xa về việc làm cũng như tình cảm tài lộc trung bình có tin buồn về sức khỏe tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên đến như thế nào thì hành động như thế đó nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại thì cũng không nên để bị lôi cuốn hãy chờ một dịp khác tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc gia đạo rất bận rộn về công ăn chuyện làm nhà cửa sức khỏe cần cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển hoặc có sự hư hao về xe cộ máy móc có tin buồn việc dùng tiền để gỡ rối hoặc bù đắp nên rời vào một ngày khác cần hỏi ý kiến của quý nhân liên hệ tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có nhiều biến chuyển thay đổi nhanh chóng và bất ngờ trong ngày mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay hãy hết sức thận trọng ngay cả vấn đề đi lại, di chuyển cũng nên cẩn trọng. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, đến hẹn cần phải giải quyết. Có tin buồn, sức khỏe không tốt. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. Tử vi tuổi mão trong ngày có cục diện tuất mão nhị hợp người tuổi mão có vận đào hoa rất vượng trong hôm nay các bạn độc thân sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối để nhanh chóng tìm ra một nửa mà mình tìm kiếm đã lâu ngày này các cặp đôi thì có thể đi đến quyết định quan trọng thay đổi cuộc đời mình hai bạn muốn có một sự ràng buộc rõ ràng cho mối quan hệ tình cảm đã chín muồi của mình đó cũng là cách để cả hai có thể chăm sóc và yêu thương nhau mỗi ngày Tuy nhiên, trong ngày lại gặp thương quan chiếu mệnh, là lời cảnh báo con giáp này nên thận trọng trong công việc. Trong thời điểm nhạy cảm như hiện tại, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đừng lơ là mà hãy tập trung tinh thần hết sức, đừng để công sức bao lâu nay dễ dàng đổ bể chỉ trong một ngày. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Ngày không nên hành động hoặc mưu sự những việc lớn lao nếu có người đến đề nghị hoặc bàn thảo công việc cũng chớ nên tin vì sự thật không đúng như vậy chỉ có những tin đem lại sự bất lợi cho mình hoặc sự khó khăn của những người khác mong muốn mình giúp đỡ ngày chỉ nên ngồi yên tài lộc không tốt tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng nếu không tỉnh táo thì dễ bị kẹt hãy nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới tiến hành hoặc ra đi sự việc xảy ra sẽ không được như ý muốn hoặc bị thiếu sót cần phải tu bổ, bổ sung. Nếu có cuộc gặp gỡ họp mặt, tiệc tùng, sẽ có chuyện không như ý, có sự hư hại. Có tài lộc nhưng dễ hao. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng, nếu không tỉnh táo thì dễ bị vướng kẹt. Làm gì cũng phải có sự khéo léo, tránh sự va chạm dù đó là công việc hay là chuyện tình cảm khiến cho không có sự êm xuôi trọn vẹn ngày có sự gặp gỡ hội họp hẹn ước tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nếu có sự gặp gỡ hoặc được tin tức mời hợp tác đầu tư nhận công việc mới thì nên chậm rãi chưa phải là lúc quyết định nên làm những công việc bình thường trong ngày có tin tức hoặc có thân nhân bè bạn đến thăm ngày có tiệc tùng đình đám mọi việc chỉ nên giới hạn không nên đi quá xa dễ hao tài tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim Chuyện vui chơi, giải trí, họp bạn, đình đám nên có sự giới hạn, kéo dài thì dễ gây ra chuyện không tốt. Nếu là về công việc nên cẩn thận có sự trắc trở, mất tin, chậm chạp hoặc có tin xấu. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp, hẹn ước. Con số may mắn: 19. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ tuất hợi, mùi tử vi tuổi thìn. Ngày này tử vi cho thấy cục diện tuất thìn tương xung, đang gây tác động không nhỏ đến vận trình hôm nay của người tuổi thìn. Công việc của bạn có thể gặp phải nhiều trắc trở trong hôm nay. Nếu có bất cứ sai sót gì xảy ra mà lỗi thuộc về bạn, hãy dũng cảm nhận lỗi và tìm cách khắc phục, không nên đổ lỗi cho người khác. Lại thêm trong ngày gặp thiên quan chiếu mệnh, còn là điểm báo tiểu nhân đang tìm cách ngáng trở bước đường đi của con giáp này ganh ghét đố kỵ tạo ra kẻ thù bản mệnh cần sáng suốt để đối phó với những chiêu trò của kẻ xấu một lời nhắc nhở nữa cho người tuổi thìn đó là trong ngày thổ khí đương vượng bạn nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa của bạn tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa ngày xung của bổn mạng nếu có mong cầu về tiền bạc tài lộc thì cũng phải chật vật khó khăn mà cũng không được như ý không nên hành động tiến hành công việc đề phòng tiểu nhân hoặc do sự lầm lẫn của họ đem đến sự thiệt hại cho mình hoặc người mình mong cầu không có khả năng giúp đỡ nên yên phận tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng việc gì cũng có sự giới hạn của nó nên hài lòng với chuyện hiện tại không nên toan tính thêm nhiều chuyện sẽ không có lợi có cuộc vui nhỏ hoặc được mời dự tiệc có tin tức không tốt về sức khỏe công danh bổn mạng của thân nhân bè bạn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc ngày sung của bổn mạng không nên than van hoặc âu lo nếu có những trở ngại bị áp lực hoặc có tin tức xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may hãy mạnh dạn thay đổi nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính có tin tức ở xa một ngày vất vả bận rộn hay lo tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim ngày sung của bổn mạng nên thực hiện hoặc tiến hành những công việc đã có sự dự định trước đề phòng sự việc xảy ra có sự trắc trở hoặc không đúng với ý nghĩ nếu có mong cầu về tiền bạc tài lộc thì cũng phải chật vật khó khăn mà cũng không được như ý đề phòng tiểu nhân hoặc do sự lầm lẫn của họ đem đến sự thiệt hại cho mình tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy ngày xung của bổn mạng tính toán gì cũng hay gặp sự trắc trở khó khăn chậm trễ hoặc không biết tính toán nên tiến hay nên thoái sự quyết định nên để vào một ngày khác, nên hoàn tất những gì đã có dự tính hoặc đến hạn kỳ. Có tài lộc, có tin buồn, tâm tình bất an. Con số may mắn, 3, 6. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. Tử vi tuổi tỵ xem tử vi hàng ngày cho thấy, thứ năm này, thiên tài chiếu mệnh, người tuổi tỵ dễ gặp may mắn trên con đường tài lộc vào ngày hôm nay. Nếu là người chăm chỉ, bạn có thể nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Cộng thêm tài chính chiếu mệnh, đương lúc dư giả nên đừng quên dành ra một khoản tiết kiệm đảm bảo cho tương lai nhé. Hãy chắc rằng mình đã có kế hoạch quản lý chi tiêu khoa học trước khi vung tiền mua sắm theo sở thích ngày cũng có được hỏa sinh thổ vượng, những chú rắn vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc của mình, nhưng dường như bạn không nhận ra rằng mình đang ngày càng trở nên phụ thuộc quá nhiều vào người ấy. Không phải lúc nào hy sinh tất cả cho người mình yêu cũng là điều đúng đắn, hãy biết cách yêu thương bản thân mình nữa nhé. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Có người khác phái đến nhờ mình hỏi ý kiến hoặc giúp giải quyết vấn đề khó khăn. Cần phải có sự khéo léo khi nên ý kiến vì còn những yếu tố khác mà mình chưa biết được. Chỉ nên làm việc bình thường, không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ không có kết quả. Có tin không tốt của người trên hoặc quý nhân. Tử Vi tuổi đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ. Mọi chuyện đến không phải là dễ dàng, nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến. Dễ gặp chuyện buồn phiền, tranh cãi, gia đạo bất an. Tài lộc còn chậm cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc nên cẩn trọng trong mọi sự dù công việc hay tình cảm có dễ dãi cũng không nên đi quá xa dễ gặp sự mít lòng hay trách oán hao tốn làm công việc gì thì cũng phải làm đến khi có sự kết thúc chớ nên bỏ dở phá ngang ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim ngày có nhiều tin tức hoặc có khách đến bàn về công việc làm ăn, hoặc đính ước về các chuyện tình cảm. Công việc hay bị bỏ dở, phá ngang để giải quyết công việc mới. Nội bộ có sự phiền lòng hoặc có tin buồn về sức khỏe của thân nhân, bè bạn, đồng nghiệp. Có tài lộc. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Có nhiều tin tức vui buồn lẫn lộn về sự thuyên truyền việc làm, nơi ăn trốn ở, sức khỏe của người thân hoặc bè bạn nếu là chuyện của mình thì nên tìm gặp quý nhân để cho biết ý kiến, không nên vội vã. Có chuyện buồn về tiền bạc. Con số may mắn, 4, 9. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. Tử vi tuổi ngọ cục diện ngủ hành tam hợp cục che chở trong thứ năm này là cơ hội để người tuổi ngọ hàn gắn mối quan hệ đã dạn nứt từ lâu tính khí nóng nảy ăn nói thẳng thừng của bản mệnh từng không ít lần khiến bạn nhận quả đắng nhưng thật khó để thay đổi nhân ngày này bạn hãy thử nói chuyện nhẹ nhàng với nửa ấy xem sao chỉ cần nhường nhịn đối phương một chút biết đặt vị trí của mình vào vị trí của người ta suy nghĩ thì đối phương cũng không còn muốn gây căng thẳng hay giận dỗi bạn nhiều lâu hơn nữa hôm nay nhờ chính tài chiếu mệnh vận may của con giáp này đang rất tốt nhưng bạn cũng không vì vậy mà nóng vội mong ngóng những nguồn lợi nhuận tức thì hãy có cái nhìn dài hạn trong tương lai bởi đó cũng là bí quyết vàng ngọc của những người thành công tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim không nên tiến hành công việc đi xa không nên có sự giao kết hẹn gặp chỉ đem đến điều bất lợi không có kết quả cầu mong tin tức không tốt tâm tình bất an nên ngồi tại chỗ kết quả được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mọi việc đều chưa kết thúc chưa có sự giải đáp thỏa đáng tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày có nhiều việc phải lo ưu phiền nội bộ gia đình công sở không nên tranh cãi sự rủi ro đảo lộn bất chắc rất dễ đến ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện cẩn trọng việc đi lại di chuyển có rủi ro thị phi sức khỏe không tốt gia đạo bất an có người đi xa có tin xa tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều việc phải lo lắng ưu phiền sự rủi ro đảo lộn bất chắc rất dễ đến nội bộ gia đình công sở không nên tranh cãi vì không chỉ đến có một chuyện ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện cẩn trọng việc đi lại di chuyển có rủi ro thị phi sức khỏe không tốt gia đạo bất an có người đi xa có tin xa tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ không nên mưu cầu những chuyện lớn lao chỉ đem lại sự vất vả trái ý tốt trước xấu sau lợi hại đi liền cho nên kết quả được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mọi việc đều chưa kết thúc chưa có sự giải đáp thỏa đáng nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển cuối ngày có tin tốt hoặc có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân có sự hao tốn về giao thiệp tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày có nhiều việc phải lo ưu phiền sự rủi ro đảo lộn bất chắc rất dễ đến nội bộ gia đình, công sở, không nên tranh cãi, vì không chỉ đến có một chuyện. Ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Cẩn trọng việc đi lại, di chuyển có rủi ro, thị phi. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có người đi xa, có tin tức ở xa. Con số may mắn, 29 Giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. tử vi tuổi mùi cục diện tuất mùi tương phá đây là điểm báo có những kẻ ghen ăn tức ở đang ngấm ngầm làm hại người tuổi mùi trong hôm nay thậm chí bạn không hề nhận ra điều này cho dù những gì mình làm ra hết lần này tới lần khác bị phá hỏng đến khi nhận ra vấn đề thì hậu quả cũng không thể khắc phục trong một sớm một chiều song bù lại những chú dê có thể nhận được sự giúp sức hỗ trợ của người bệnh cạnh khi có chính quan trợ mệnh vì thế ngay khi đối mặt với vấn đề khó khăn đừng ngại việc nhờ ai đó hỗ trợ một mình bạn không đủ xử lý hết vấn đề đâu cuộc sống là thế bạn không thể sống một mình sự tương tác với mọi người sẽ làm cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn theo lịch vạn niên hôm nay ngày thứ năm này là ngày tam nương sát đây được coi là một ngày xấu kỵ khai trương xuất hành cưới hỏi sửa chữa hay cất nhà tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim nếu có tin tức hoặc có người đến mời mình hợp tác làm ăn thì nên suy nghĩ, chớ hấp tấp quyết định nhanh chóng, còn nhiều ẩn ý của họ ở phía sau, chỉ đem lại lợi ích nhỏ nhoi. Có sự gặp gỡ của thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức. Có sự hao tốn về giao thiệp mua sắm, tiệc tùng. Có tài lộc. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Nên tìm gặp quý nhân hoặc tự mình phải suy nghĩ ra những sáng kiến khác thì mới có thể thành công nếu không cần phải tìm hiểu ý nghĩ còn ẩn giấu khi nhận được tin tức hoặc của người bàn thảo với mình có sự tu bổ sửa chữa chỉnh đốn về đồ đạc vật dụng hãy đắn đo về chuyện tiền bạc không nên nóng nảy hấp tấp tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nên tìm gặp quý nhân hoặc tự mình phải suy nghĩ ra những sáng kiến khác thì mới có thể thành công nếu không cần phải tìm hiểu ý nghĩ còn ẩn giấu khi nhận được tin tức hoặc của người bàn thảo với mình có sự tu bổ sửa chữa về đồ đạc vật dụng hãy đắn đo về chuyện tiền bạc tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ không có gì phải nóng vội khi có người đến báo tin về công việc cũng như về tình cảm tuy gặp điều tốt nhưng cũng nên nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng và nêu những ý kiến của mình cho vấn đề được tốt hơn có cuộc đi ngắn mọi việc không nên quyết định nhanh chóng tình cảm tốt tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc trong ngày có nhiều biến chuyển thay đổi, hoặc có sự gặp gỡ không hẹn trước. Không nên hấp tấp vội vàng khi có ý định thay đổi phương hướng công việc, làm ăn, hoặc về chuyện tình cảm. Có tin buồn, nếu hoàn cảnh hiện tại có sự bất lợi và có người đến mời hợp tác làm ăn, hoặc có tin thì không nên trả lời dứt khoát. Con số may mắn, 5, 8. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi thân thầy tử vi cho biết thiên ấn xuất hiện trong hôm nay của người tuổi thân báo hiệu những chú khỉ có thể thỏa sức phát huy được khả năng sáng tạo trong công việc của mình bạn có thể đạt được những bước ngoặt quan trọng nhờ vận dụng tốt năng lực để vượt qua mọi khó khăn cũng trong những thời điểm này cấp trên đã lẳng lặng quan sát và chấm điểm bạn khá cao trước bản lĩnh vững vàng mà bạn sở hữu nếu có được cấp trên giao cho nhiệm vụ quan trọng hãy tự tin thể hiện bản thân nhé cộng thêm ngũ hành tương sinh khuyên con giáp này đừng vội bỏ cuộc khi thấy chuyện tình cảm không được như ý rồi những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng hãy cứ coi như những giây phút cô đơn của hiện tại là để bạn có thể chuẩn bị kỹ càng cho chuyện tình cảm quan trọng sắp tới tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết hoặc gặp người cần gặp chớ nên để sự việc đã xảy ra rồi mới lên tiếng việc gì cũng phải đi trước một bước kẻo lỡ việc về lời ăn tiếng nói giấy tờ phải có sự khéo léo và không nên khẳng định không thành công tài lộc có chút ít tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn trở ngại trong ngày tốt hơn là nên xem lại các việc cũ chỉnh đốn lại công việc tâm tình bất an có tin buồn ngày có nhiều sự âu lo đề phòng rủi ro bất chắc có người đến nhờ và mong giúp đỡ, và chính mình cũng nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự âu lo, tâm tình bất an, có tin buồn, sức khỏe không tốt, tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba, khó có kết quả như ý, hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. Nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn, trở ngại trong ngày. Tốt hơn là nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Đề phòng rủi ro nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc việc gì cũng phải đi trước một bước kẻo lỡ việc chớ nên để sự việc đã xảy ra rồi mới lên tiếng không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết hoặc gặp người cần gặp về lời ăn tiếng nói giấy tờ phải có sự khéo léo và không nên khẳng định không thành công có tài lộc tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn trở ngại trong ngày Ngày có nhiều sự âu lo, tâm tình bất an, có tin buồn, sức khỏe không tốt, tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba, khó có kết quả như ý, hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. Tốt hơn là nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Đề phòng rủi ro, nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Con số may mắn 27. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, vàng quý nhân phù trợ tí thìn dậu tử vi tuổi dậu vận trình tử vi cho thấy cục diện tuất dậu tương hại kéo theo hàng loạt thị phi về mặt tình cảm khiến cho người tuổi dậu lâm vào cảnh điêu đứng người ngoài cứ bàn tán không ngớt về chuyện tình cảm của hai bạn với những lời lẽ sai sự thật khiến bản mệnh buồn phiền chán nản thế nhưng những sóng gió này cũng là thử thách để xem tình cảm của hai bạn bền chắc ra sao đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho người ấy vì những chuyện đã xảy ra có lẽ bạn nên thông cảm cho đối phương một chút để đôi bên có được cảm giác tin tưởng và giữ cho tình yêu vững vàng trước sóng gió cuộc đời trái ngược với chuyện tình cảm bấp bênh thì bạn lại đang có được chính ấn chiếu mệnh chỉ đường dẫn lối giúp công danh sự nghiệp của con giáp này cứ thế lên như diều gặp gió bản mệnh có tài năng có tầm nhìn xa trông rộng có sự linh hoạt và nhạy bén mà bất cứ ngành nghề nào cũng cần nên dễ dàng đạt được thành công tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy ngày chỉ thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang dọn dẹp trừ cũ lập mới có người đến mang tin vui nhà có thêm người có tin tức ở xa có quý nhân giúp đỡ về tài lộc hoặc công việc làm ăn không nên để chuyện vui chơi tình cảm giao thiệp ràng buộc mình tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa mọi việc nên để tự nhiên tính toán thêm thì sẽ gặp điều không hay tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến và dùng tình cảm thiện trí mới đạt được kết quả nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên thay đổi có sự hội ngộ gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tin tức tài lộc không tốt có sự thiệt hại rủi ro tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ có nhiều việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính ngày có cuộc gặp gỡ bè bạn đám tiệc hoặc nhận được tin tức mọi sự di chuyển đi lại đều nên có sự cẩn trọng Tài Lộc vào nhanh ra nhanh. Tử Vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều sự bận rộn vì có nhiều công việc và nhiều người đến, nên tiến hành những việc đã nằm trong dự tính, không nên dính líu đến những chuyện của người khác. Có người ra đi, tài lộc trung bình, dễ hao tốn về giao thiệp tiệc tùng. Tử Vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim. Chuyện tình cảm hoặc sự giao thiệp qua lại giữa mình và mọi người đã đến lúc có sự thay đổi, cũng không nên kéo dài. Nên bày tỏ ý định có tin buồn vui lẫn lộn, nên tránh đi vào đám đông sẽ không có lợi, ngày có sự hao tốn, hoặc hư hại về đồ đạc, vật dụng. Con số may mắn, 3, 6. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc vàng. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. Tử vi tuổi tuất, vận trình thứ năm này cho thấy trở ngại mà thiên quan chiếu mệnh gây ra đang khiến người tuổi tuất trở nên nóng nảy đánh mất sự bình tĩnh như thường ngày ngày này bạn dễ xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp do những bất đồng về ý tưởng trong công việc bạn nên kiềm chế tính nóng nảy luôn giữ đúng chức trách và bổn phận của mình để tránh lỡ miệng nói những điều không nên nói nêu quan điểm cá nhân là cần thiết nhưng cũng cần chú ý đến tình huống cụ thể cũng như đối tượng mà bạn đang giao tiếp trong ngày cũng đang gặp thổ khí vượng gây hại đến sức khỏe của con giáp này tuổi tuất thường gặp các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa bản mệnh nên chú ý hơn ăn uống đúng giờ và chọn nơi an toàn vệ sinh thực phẩm tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của bổn mạng việc gì cũng phải tính trước không hẳn sự việc xảy ra theo đúng ý mình hoặc theo đúng như sự giao kết cầu mong về tài lộc có được chút ít nhưng cũng không tiêu xài được không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết có tin buồn nhỏ. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt. Cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn. Ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo, cháo trở do người hay hoàn cảnh gây nên, hoặc chỉ là hư danh, dễ gặp rủi do tai nạn, hao tài. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên hòa hoãn nhẫn nhịn ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo cháo trở do người hay hoàn cảnh gây nên hoặc chỉ là hư danh dễ gặp rủi ro tai nạn hao tài tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng không nên ngại sự hao tốn hãy giải quyết những việc đang ở trước mặt không nên chú trọng vào sự đóng góp ý kiến hoặc những chi tiết nhỏ nhặt vì đây là uy tín và danh dự. Có quý nhân giúp đỡ, hoặc gặp cơ hội tốt. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt. Cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn. Ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo, cháo trở do người hay hoàn cảnh gây nên, hoặc chỉ là hư danh, dễ gặp rủi ro, hao tài. Ngày không tốt, chỉ nên nghỉ ngơi. Con số may mắn, 16. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi hợi. Thứ năm này, người tuổi hợi chịu ảnh hưởng của tỷ kiên nên vấp phải những mâu thuẫn với người xung quanh do quan điểm trái ngược lúc này bạn nên khéo léo xử lý tình huống tránh suy nghĩ quá cứng nhắc sẽ gây mất hòa khí chung chẳng ai được thoải mái cũng trong ngày này có thể sẽ có những người lợi dụng sơ hở của bạn để tư lợi khiến bạn thất thoát số tiền lớn mà không biết vì sao đừng chủ quan nhé nếu bạn muốn kiếm được nhiều tiền thì bạn phải biết quý và trân trọng từng đồng tiền một tử vi thứ năm cho thấy con giáp này cũng đang gặp ngũ hành xung khắc chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều điều bất cập cái vã này sinh liên miên, tất nhiên chẳng có cặp đôi nào không tranh cãi, nhưng với hai bạn, chuyện này xảy ra khá thường xuyên. Dần dà những bất đồng ấy có thể biến thành chiến tranh lạnh khi mà chẳng ai buồn nói với nhau câu nào. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, nên đón nhận cơ hội và sẽ có sự thuận lợi khi công việc được bắt đầu hoặc muốn thay đổi phương hướng, hoàn cảnh hiện tại sẽ có người tiến dẫn đến thành công vấn đề là do ý chí của mình có vượt qua được những khó khăn còn tồn tại hay không chuyện tình cảm giao thiệp nên có tính cách lâu dài chậm rãi tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nếu đã có dự tính thay đổi phương hướng thì phải tiến hành một cách chân thành và nhiệt tình không nên e ngại sự trắc trở trở ngại sẽ có kết quả tốt vào một ngày khác cũng không nên e ngại sự hao tốn hoặc phải bỏ công sức vì sẽ có người hiểu được mình có cuộc vui nhỏ tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nếu đã có dự tính thay đổi thì phải tiến hành một cách chân thành và nhiệt tình không nên ngại sự trắc trở sẽ có kết quả tốt vào một ngày khác cũng không nên e ngại sự hao tốn hoặc phải bỏ công sức vì sẽ có người hiểu được mình có cuộc vui nhỏ hoặc được mời dự tiệc tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim dù công việc có khó khăn đến mấy nhưng nếu đã có dự tính thay đổi thì phải tiến hành một cách chân thành và nhiệt tình không nên e ngại sự trắc trở trở ngại sẽ có kết quả tốt vào một ngày khác cũng không nên e ngại sự hao tốn hoặc phải bỏ công sức vì sẽ có người hiểu được mình có cuộc vui nhỏ hoặc được mời dự tiệc tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nếu không phải là chuyện của mình thì không nên vướng vào có nhiều sự bất hòa bất mãn trắc trở khó khăn trong nội bộ người thân bè bạn đồng sự Do đó, công việc khó có sự trôi chảy, hay gặp trở ngại, bị bỏ dở, dễ có sự sai sót. Ngày không nên quyết định những chuyện lớn. Con số may mắn, 5, 9. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, tí, sửu, mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.